Hello, chào các bạn nha. Mình là Nhật Audio. Trong video hôm nay, mình sẽ mang đến cho anh em là một cặp loa đến từ thương hiệu nội địa của Mỹ là Ultra Linear. Và dòng này sẽ có tên model là 150. Đây là dòng sản phẩm mà anh em vừa có thể nghe nhạc, vừa hát karaoke cực kỳ là tốt. Dòng này anh em mà chơi những bản nhạc vàng, nhạc bolero và nhạc 1975 rồi nó là hết sảy nha. Mà đây mời anh em cùng xem qua về hình thức cũng như về thiết kế của dòng sản phẩm này, là hàng mà Nhật vừa về anh em ạ. Về hình thức mà mở dẹp ke nha anh em, cái này nó sẽ có thiết kế là thùng gỗ nha anh em, rất là chắc chắn nha. Mà đây con này sẽ trang bị ta hệ thống là hai loa, một loa bass 30 và một loa treble nha anh em. Đây là bát của này, hình thức còn rất là mới, hàng thì mình bán bao zin cho anh em chơi yên tâm. Đây bát 30, màn giấy thì cao su nha anh em, mũi này vẫn còn nguyên zin nha anh em. Còn phía trên là loa chép anh em, đây loa chép mà loa chép giấy. Đây tương tự loa bên cạnh anh em. Còn đây là e-căng nhau sản phẩm mà anh em. Đây, mình để ngay bên đây. E-căng nhau sản phẩm mà anh em sẽ thấy là nó sẽ có một cái khung bằng gỗ, nó là cực kỳ chắc chắn nha. Mà dòng này thì mình đánh giá là chất lượng gia công nó phải nó cực kỳ tốt cho anh em. Đây, cái e-căng này cầm hơn mà thấy là nặng chịch anh em à, vì gia công mà nó rất là tốt. Đây, e-căng của con này là bằng vải lưới anh em, rất là mới đẹp anh em à. Cái dưới anh em sẽ thấy là một cái logo in thương hiệu là của Ultra Linear nha anh em. Đây mình đắp e-căng vào cho anh em mình xem. Đây nó có một cái fit dán ở đây nha anh em, anh em có thể mà dễ dàng tháo lắp e-căng của nó. Tương tự là cái e-căng cái bên cạnh nha anh em, mình quay chi tiết về ngoại hình của em này khi mà tháo lắp ở căng cho anh cùng xem. Nói chung trưng bày dòng sản phẩm này phải nói là rất là đẹp đấy mà. Còn về tem của dòng sản phẩm này, đây Ultra Linear tem model là 150. Để thông số về kích thước của dòng sản phẩm này nha anh em, về thông số và kích thước của loa nha anh em, một loa bass 30 và một loa treble nha anh em. Con này thì trở kháng tiêu chuẩn là 8 ohm, công suất của nó là 40W và trọng lượng này phải nói là cũng rất là khủng anh em, 40 pound vào khoảng là 18 kg nha anh em. Dòng này được sản xuất tại Los Angeles của Mỹ nha anh em, của thương hiệu là của Sola Audio. Bên dưới là các cặp loa ở trong sản phẩm này nha anh em. Đây, âm cực dương, model 150. Đây, hàng bề thì vẫn còn nguyên tem nguyên nhãn nha anh em. Còn về nội thất ở bên trong của cặp loa này, nó còn rất là mới đẹp nha anh em. Con này sẽ trang bị ta hai củ loa, nó là rất là lớn nha anh em. Hàng Nhật bán được bao zin cho anh em cho yên tâm, và giá Nhật để lại cho anh em nó cũng rất là tốt anh em à, chỉ với 6.500.000 đồng. Và nếu anh em muốn mua thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với Nhật qua số điện thoại của Zalo để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Và bây giờ mình sẽ vào nghe bài test sức âm, mời anh em. Thôi đường hoa bờ.
trần tay trắng tay. Trời đông ngại gió đùa vai gầy, lầu kín trăng bề không gối chiếu, gác cao ngăn niềm yêu thì thôi mơ chi nhiều. Bên nhau sao tình xa vạn lý, cách biết mấy sơn khê. Ngày đi mắt em xanh biển sâu, tôi rừng rừng sầu, lặng nghe tiếng pháo, tiếng ai qua cầu. Đường phố muôn màu sao thiếu em, về đâu làm tóc xòa bên tiền. Tiếng lá rơi hiền, và chất âm của cặp loa Ultralinear 150 này thì có thể đánh mà nó là khỏe khủng khiếp, nhưng mà tiếng bass thì nó tái hiện lại và nó nghe rất là sâu, đập nghe và nó là cực kỳ phơi cho anh em. Nên nào mà đam mê những bản nhạc nhanh thì con này vẫn tái hiện lại vô cùng là chính xác. Chép thì nghe bén, nhuyễn, reng keng, rất là thích tai. Con này thì công suất nó là 40W thì nó cũng rất là dễ dàng để cho anh em phải mà phối ghép âm lưu anh em ạ. Tiếng thì làm rất là đã. Anh em mà muốn hát karaoke, anh em chơi một cái mixer vào hát phải là bass ở nhà anh em. Cặp loa mà bass 30 anh em hát karaoke nó là thoải mái, nhưng mà đây cũng là một trong những dòng sản phẩm mà nó là hoàn hảo trong phân khúc giá rẻ anh em, chỉ với 6,5 triệu thôi mà anh em được loa bass 30 nghe nhạc karaoke nó là quá đã. Và thiết kế của này nó là rất là đẹp bắt mắt, thùng gỗ và gia công nó mình đánh giá rất là tốt. Rồi anh em thấy sao về tổng quan dòng sản phẩm này là để lại ở bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn anh em dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu thấy video hữu ích thì hãy đến kênh ủng hộ Audio nha. Xin chào và hẹn anh em trong những video lần tới. Bye.